Ây, kìa, 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 kìa. À, thế ạ. Mở quá, thơm thế. Đã cây mấy miếng sườn này đi. Đây, nhìn chưa? Đấy, khoan ngon một rồi. Ngon hơn. Chấm hết luôn. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với số tiếp theo của kênh Sapa TV. Hiện tại Hải đang có mặt ở trên một cánh đồng rất là rộng lớn. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn một món ăn mà ở dưới này là cả làng người ta đi bắt, nhất là vào cái mùa gặt này các bạn ạ. Đó là món chuột. Hôm nay mình sẽ làm món chuột đủ món nhá. Các anh đang đi đào chuột ở đây. À, cái này nó có từng hang một rồi anh? Có từng hang chứ. À thế ạ. Này là mình mà vào cái vụ thóc ấy nó mới nhiều nhỉ, đúng không? Đây là vụ đấy, vụ chuẩn luôn đó đấy. À đây là vụ chuẩn luôn ạ. Thế này mà mình mà ngày mà được nhiều nhất là được khoảng bao nhiêu cân anh? Chắc phải vài chục cân. Vài chục cân. À thế ạ. Tầm 30 cân đến 50 cân, có bữa nó làm 50 cân. Có bữa là 50 cân cơ. Ừ. À thế chính tỏ là cũng nhiều đấy chứ nhỉ. Chỗ này là nó động rồi nên là phải di chuyển đến chỗ khác các bạn ạ, bởi vì là có cái máy cày kìa. Nó ít rồi. Vâng. Theo như các anh chia sẻ thì do cái máy cày kia làm nên là nó hơi động một chút. Thì mình sẽ đi sâu vào phía giữa cánh đồng. Trước khi mà chuẩn bị gặp vào hang chuột các bạn ạ, mọi người phải dẫy cái này cho nó rộng ra, cho nó thoáng để lát chuột nó phi ra để còn bắt được, đúng không anh? Đấy, 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 kìa, ai à, ai, ai à. Đấy, 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 đấy. Đấy, ui. Mày xem. Được chưa? Bẻ răng. Thế nào? Cuối cùng cũng được một em đầu tiên. Ui, con này to hỏi nha. Đây. Chỗ này. Đây. Đây. Ôi, này. Ôi, nó chui vào hang này rồi. Chui vào hang này thì kệ nó đúng không? Mày cứ làm nó đấy. Kiểm tra có lỗ nào thông không? Thông đấy chứ. Tận ra rồi. Chưa đâu, lỗ này có luôn. Xa xa tí để bắt đi. Đấy. Đấy, mày à bữa ấy. Chưa dính sao đấy? Dính rồi, đây này, nó là khỉu tay này. Đây khỉu tay này. Đây, nhìn thấy lông chưa? Vàng. Cẩn thận đấy, nó chạy nhá. Rồi, chạy sao được. Nó bỏ chết đi. Đấy. Sau khi bắt được chuột thì công việc đầu tiên là anh em phải bẻ răng của nó các bạn ạ. Tránh nó cứ cắn túi ra. Nó cắn túi ra vậy, nó cắn vào tay thì cũng nguy hiểm đấy. Đây là có cái này là có hư phấn tí giả đào cái chả bị chữ. Ngoài đấy. Thấy thích rồi đấy. Cái này đem cái dây chán này. Dạ. Đấy. Đấy à, định chạy à. To nhỉ. Cái này nó như người cái trung tâm thương mại của nó rồi. À. Còn chuột đi. Nó mà mình gặp mà đánh trúng ổ là nhiều chuột đúng không? Trung tâm của nó. Đây gọi là trung tâm nghe nhìn của bọn chuột ở đây. Đây. Anh. Cứ bình tĩnh. Bình tĩnh thì bắt được đúng không? Cứ thả nó ra đi. Bắt đầu rồi. Đây
con này là cắn tay, lại còn răng đâu mà cắn. Nó cắn cho vui vậy mày. Muốn cắn chứ, cắn cho phản xạ. Chạy à bưởi. Ui, tí mất đầu. Con chuột nó phi ra suýt mất đầu đúng không? Còn cứ thò ra đây xong lại chứ tụt ra. Thế chắc là vẫn còn đấy rồi. Đấy, mày béo quá. Mày béo quá. Mày vào đi. Con được. Vào đi. Hả? Đừng giết anh ạ. Bắt hết. Không tha con nào cả. Nhặt nốt con vừa nãy lên. Chết bố rồi. Chết thì tí phần nào là chết. Có phải thật đi. Hai cái cấn nhau. Còn không? Im lắm. Không thấy đâu rồi. Ok. Chắc là phải còn con đuôi kìa. Bậy đó. Con đuôi mới hết tuột. Lỗ đẹp thế mà ít đúng không? Kìa kìa, hai con. Ấy kìa kìa kìa. Kìa kìa. Ôi cái lỗ. Còn con nữa kìa. Ta nó bảo không có đâu, đi về đi. Nếu mà không kịp bẻ răng thì phải quay cho nó. Bé lên đây. Thôi chạy đi kia. Bắt đi, bắt đi. Từ từ đi, này cầm cái này cái. Đây đang cắn này nè. Đâu đang cắn này, cắn vào tay à? Thế bác phải nói sớm quay cái cảnh cắn. Đang cắn đây này. Này thì cắn này. Ba bốn con chùi giả mà kiểu hết chuột. Tất cả 5 con chúng ra đây. Cái ổ này 5 con. Đây đây đây, lấy 2 con này nữa em ơi. Đấy rồi rồi. Nhiều quá. Càng có tô à nhỉ? Ừ. Béo thế. Trong một vẫn còn nữa đấy. Còn nữa. Biết nó ngách nó to không mà giờ nó chui ra nhỉ. Thôi đừng đá, đừng rậm. Cái tỏ vẫn còn nhiều lắm. Dự đoán cái tổ này là không sai đúng không? Không sai. Nói chung là bắt này là mình phải bắt từ đằng đuôi lại chứ không sợ là bao cầu nó cắn luôn đúng không? Đúng rồi, nó cắn. Nó bắt từ đằng đuôi lại mà vò được bằng này thì rú về đấy thôi chứ. À thế. À đây các bạn ơi. Thì từ sáng đến bây giờ anh em mình cũng bắt được cũng tương đối rồi. Bây giờ về mình sẽ chế biến món ăn nhá. Cái này sẽ dự là sẽ là món chiên này, món hấp và món giả cầy. Đấy, chuột đồng chính cống đấy. Trong khi anh em đang chuẩn bị làm chuột thì mình phải làm quả táo. Ui, có chó các bạn ạ. Cây táo ngon chưa? Xem là táo ngọt hay táo chua nhá. Táo này táo ngọt mà. Ngon lắm. Nên đây có cả cái khế này. Xin quả khế. Khế khế ngọt đúng không ạ? Táo ngọt đấy, à, mà chưa có nước. Ông đang làm gì em xây cái này à? Bữa ao à? Rồi, con cảm ơn nhá. Giờ là công đoạn bắt đầu chuẩn bị làm thịt chuột các bạn nhé. Không đông. À mình pha nước này là mình cũng phải pha giống phải đông ấy, nhưng mà đây không đông. Đông chuẩn thì nước nó mới đẹp đúng không? Đây
sao làm nó không bị sát nhỉ? Tập được dài lắm. Tập vào. Làm chuyên nghiệp này. Con chờ lấy cái rổ không? Ui da, nhiều phết đấy nhỉ. À. Chuột đồng nó hơi nhỏ thôi. Là cái chuột này là bây giờ mình ấy là phải cạo hết, nghĩa là cái lớp lông của nó ở trên này nó rất là mỏng. À. Mình ấy vậy là nó ra hết chứ nó có phải là nó đứt đâu. À. Mình cào nó sạch hết đi. Cái da nó mỏng lắm nên là nó mình mà không cạo mà thui thì nó cũng không hết được. Không hết, không hết, cái này không hết được. Thui sau nó trắng phớ luôn. À. Sau khi làm sạch lông các bạn ạ, trước khi đem đi thui là phải lau cho nó thật khô. Người ta bảo là trắng như Ngọc Trinh nhưng mà chắc chắn là Ngọc Trinh không bao giờ trắng bằng cái con chuột này được. Một mồi lửa này là được luôn đấy nhỉ anh nhỉ? Hay là vẫn phải thui đi thui lại? À.
Ngon, ngon. Giặt suốt đi chứ, vỏ nó không giặt nó tát chết. Quay làm gì cái đây? Sau khi món chuột được mổ sạch sẽ xong các bạn ạ, thì mình không nên dây dưa vào nước nữa nhé. Mình cắt nước mà nó sợ nó tanh. Bây giờ đang nguyên liệu để làm món chả cầy, giả cầy, thịt chuột nấu giả cầy. Nay mình sẽ làm hai món đúng không? Một món thịt chuột rán với lại một món thịt chuột nấu giả cầy. Hiền không chết thì nó mớ nhỉ. Rán thì mình cắt đôi ra đúng không? Cho nó vừa ăn. Tất cả các cái quy trình mà nấu món giả cầy thì nó cũng giống nhau thôi, cũng phải có riềng mẻ mắm tôm thôi. Riềng mẻ mắm tôm đó, thì đây là món riềng anh ấy đã xay sẵn rồi, riềng già thơm nhỉ. Còn ít chấm lốt luôn. Vâng. Món mắm tôm, mắm tôm thơm nhỉ, thơm phức luôn. Mì chính luôn. Này là cái nồi mẻ ạ. Vào đây. Trước để mãi đổ hết nào. Nấu rượu chắc. Cho đi lá chanh nữa. Có cho vừa đắng. Rất không cần. À. Có hết à? Nếu mà cho luôn không đắng. Nếu mà đun không nhiều mới đắng. À thế ạ. Cho luôn. Quá thơm thế. Rồi. Món rán này thì bây giờ mình cần phải gia vị gì ạ? Riềng. Món rán này cũng ướp như vậy thôi các bạn ạ. Cũng có tí
riêng, mẻ. Có cho mắm tôm vào món rán không ạ? Không. À, món rán này không mắm tôm. Mì chính này. Bột nêm. Bột nêm. Ngon từ nước, ngọt từ xương. Cái món rán này lại dùng nước riềng chứ không phải là riềng vào đúng không? Vắt lấy nước ạ? Vắt lấy nước. Cho kể cả cho riềng vào cũng được. Giờ là công đoạn tẩm ướp cái món chuột chiên này các bạn ạ. Đó, gia vị thì cũng tương đối là giống nhau. Mình để ngấm khoảng bao nhiêu lâu thì mới chiên ạ? Ướp được khoảng tầm 5-10 phút thì đấy. Cho nó ngấm một tí này. Vâng. Rồi. Xong. Cái bình này ngâm bao nhiêu lâu rồi đấy? Này 14 năm rồi. 14 năm rồi cơ? 14 năm rồi. Này anh quý của anh em mời uống rượu rắn. Bình rắn thì ngâm 14 năm rồi. Thế là ngâm từ ngày trong Sài Gòn à? Ngâm trước đây coi như 8 năm là đây tiếp tục là 5 năm nữa. Là bình rắn hổ mang. Cảm ơn ơi. Ngon đấy. Rán này tối ngủ rất ngon. À, đây các bạn ơi, hẳn cái đùi rán luôn này. Ngon, không? Làm kỳ công. Là đồng chính hãng đấy. Ngon. Quá ngon rồi đúng không? Ngậy lắm anh ạ.
Mùa này nó vẫn béo lắm. Vừa rồi là mình test thử miếng miếng rán các bạn, bây giờ ăn thử miếng giả cầy nào. Giả cầy miếng sườn này đi. Đây, nhìn chưa? Đấy, quá ngon một rồi. Ngon hơn. Chấm hết luôn. Mình xin phép bây giờ anh em phải giải quyết hết cái đống chuột này đã. Hẹn các bạn video kế tiếp cho đói lắm rồi.